buồn lắm à. Ta luôn nhớ bên ngoài, ta luôn nhớ bên ngoài corona. Đưa vô mắt với miệng, đưa mắt mũi miệng cho rõ nha con. Mắt, mũi, đưa miệng. Vô mắt mũi miệng, đưa vô mắt mũi miệng. Ngoại không muốn ở nhà, ở nhà đi. Ngoại muốn bước ra ngoài, ngồi xuống đi. Hello, Hồng Loan chào tất cả mọi người ha. Hôm nay là work at home, làm việc ở trong nhà nha, có công việc làm. Hi, Vũ Lộc chào mọi người đi. Hello, xin chào mọi người. Hồi nãy giờ quý vị thấy cái hình ảnh mà bé Gia Linh đang thu một cái bài nhạc của Bảo Lộc mới sáng tác. Sáng tác trong vòng một giờ, một tiếng đồng hồ. Sáng tác về cái tình hình của con virus corona đó quý vị. Thì mình muốn một cái bài hát nó vui vui thì khuyên mọi người nên ở nhà chứ đừng có đi ra ngoài đường, có cái con virus Covid nó rất là nguy hiểm. Hôm nay thì Hồng Loan với Lộc đang trong cái Bảo Lộc Studio nè. Bây giờ quý vị đâu chưa có thấy cái khung cảnh của Bảo Lộc Studio phải không? Lúc nào xuống mình cũng bị cầm len hả, nó tại sao phòng gì mà tùm lum đồ vậy anh? Phòng làm việc thì phải tùm lum đồ rồi. Biết không dám bước chân xuống phòng nữa nha quý vị. Mỗi lần bước xuống cái là chướng mắt. Ôi đồ ổng để khắp nơi hết trơn luôn vậy đó. Dọn rồi dọn muốn chết luôn. Riết là ổng thèm dọn nữa. Tại vì mới vừa dọn xong mới chắc chừng 3 tiếng đồng hồ mà ổng làm gì cái là rồi. Đâu ra đó sẽ bài lại từ đầu. Chia sẻ với quý vị chút về cái bài hát mà Bảo Lộc mới viết đó. Thì bài hát này bé Gia Linh sẽ hát với lại ông ngoại ha. Thì nhà hôm ông nay ông ngoại Bảo Quốc đặc biệt dụ dữ lắm ông ngoại mới chịu hát đó. Ông ngoại nói ông ngoại không có hát nhạc này đâu. Nhưng mà ông ngoại sợ người ta nói theo phong trào này nọ. Nhưng mà mình hát cái này là mình giúp cho mọi người, mà mọi người ở nhà nhưng mà vẫn cảm thấy vui phải không quý vị. Bây giờ hôm nay mình chỉ chia sẻ chút xíu hình ảnh thôi. Ngày hôm nay là sẽ ráng thu âm cho xong. Rồi ngày mai thì là sẽ hai ông cháu sẽ quay hình dí dỏm vui vui chút xíu để gửi đến quý vị trong cái giờ phút rảnh rỗi ở nhà, mình coi cho đỡ buồn ha quý vị ha. Hồng Lan xin thông báo với quý vị là về tình hình cái ca bệnh của Mỹ ngày hôm nay là 141.169 ca, bây giờ là 4 giờ chiều, đó, chết là 2.458 và recover chữa khỏi được là 4.435. Đây là một cái tín hiệu mừng cho mình là người chết thì cũng khoảng 200 người nhưng mà chữa lành bệnh đã được khoảng 1.200 mấy chục người rồi. Đó là cái điều mừng cho chúng ta ha quý vị ha. Quý vị ơi, tình hình nó cũng hơi bị nhạy cảm lúc này. Nên hả, nãy Lộc đi ngang qua mấy cái chỗ mà Lộc đi mua sữa cho Gia Linh á, đi ngang qua cái chỗ mà nó bán súng đồng. Ta đứng cái lại đồng lắm. Mà có không? Mà vô là Lộc có hỏi thử thì nói là mấy cái súng nhỏ hết rồi, chỉ còn súng loại nặng thôi. Nếu mua không? Không mua gì được. Quý vị ơi, mà muốn mua súng á, không phải đơn giản đâu nha. Nói là nói đơn giản, thật sự đơn giản, nhưng mà họ cho mình cái bài test, một cái bài kiểm tra. Thì nếu mình pass cái kiểm tra đó, có nghĩa là cho người ta biết mình là hiểu biết và giống như con người bình thường đó, thì họ mới có dám bán súng cho mình. Tại vì súng đâu phải là đồ chơi đâu. Nó ảnh hưởng tới tất cả nguy trong, hiểm trong lắm. Cái kiểm tra đó thì nó biết được cái con người của mình. Nhiều khi những cái người mà tánh tình mà bốc đồng nóng nảy hay cái gì đó thì họ cũng không có bán cho. Đó giờ Hồng Loan nghĩ là đơn giản lắm ha. Nhờ hôm nay đi get live tìm hiểu cho nên mới biết mình phải được. Tìm hiểu để mà có chuyện thì mình cần mình sử dụng. Chứ mà mình không biết gì thì cũng không được. Tại mà ở Mỹ phải biết, mình không biết mình lỡ mình hỏi người ta, mà thật sự mấy người ở đây người ta rất là dễ thương. Mình không biết gì mình hỏi người ta, nói là mình người đầu tiên mình vô mình không biết gì hết. Ông có thể, anh có thể giúp gì tôi được không? Người ta chỉ tận tình lắm.
Nhưng mà nãy anh xếp hàng vô luôn hả? Xếp hàng vô trong luôn hả? À, thấy đông quá hiếu kỳ xếp hàng vô, nhưng mà đứng đứng xa lắm, đứng xa tới 2 mét 3 mét lận. Thì họ có đeo mask không? Có chứ, đeo mask rồi đeo luôn găng tay. Ủa rồi mấy người đứng đó người ta có đeo mask không? Mấy người đó người ta không có đeo mask. Sao ngộ quá. Mà hình như là thấy 70% là đầu đen rồi đó nha. Đi vô sắp hàng vô mua súng hả? À. Rồi anh vô anh gặp người Mỹ, anh hỏi cái người bán hàng hay là anh hỏi người bán hàng, khách hàng mà đâu có dám hỏi. Vô tới trong luôn hả? Vô trong luôn. Rồi cái hỏi người ta, cái người ta nói, người ta chỉ với mình, nói bây giờ hiện tại thì súng ngắn hết rồi, chỉ còn súng mấy súng trường, súng dài, mấy cái hạng nặng không à. Trời ơi, ông ơi, trời đi mua đó tôi cũng sợ quá. À, đâu có dám mua đâu, mà tại vì mình vô mình coi làm sao, tình hình sao, để mà thông báo cho bà con biết. Trời, nhiều cái viên đạn á, quý vị, nó bự bằng cái tay nè. Bằng cái súng của nó. Muốn quay lại hả? Không dám quay. Có chụp hình để đưa cái hình này lên, thấy cái cảnh guideline nè, với lại cảnh bên trong, bên xa xa thôi. Không dám làm gần thì chụp gần. Mà trong nó cũng treo đầy súng đó. Bởi vì lý do tại vì bữa nay quay trễ lên nói chuyện với quý vị trễ là tại lỗi của ông này nha. Trời ơi, rảnh như sợ luôn, nó kêu đi mua có bình sữa cho con thôi chứ mà đi hả, tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ mà gọi điện thoại á, không bắt phone nữa, quên mở chuông, mà gọi hoài gọi cũng được mà nhắn tin cũng không trả lời nữa. Trời đất ơi, tự nhiên ông này cũng đi đâu mà mấy ngày này đi ra ngoài đường mình lo lắm. Gọi nói năng gì trơn, giận nó đáng lẽ ngày hôm nay là không muốn quay luôn. Mà tất cả các loại cái cửa hàng mà chính thống mà giờ chẳng hạn như Big Five hay là Dick's là nó chuyên bán đồ thể thao, thì trong đó nó có bán súng và đạn để như người ta đi săn bắn, rồi ta đi giống như cái hobby của người ta thôi. Thì hiện tại bây giờ là tất cả các chỗ đó đều không bán súng. Tại vì như là người ta dân tình người ta sợ quá đó. Ôi, với lại trong dạo thời gian gần đây đó là ở mấy cái nhà tù đó, nó thả ra cũng nhiều lắm, những người phạm tội nhẹ này nọ thả ra nhiều lắm. Mà nếu mà bán súng mà tràn lan như vậy thì Hồng Loan thấy cũng nguy hiểm. Nếu mà không bán là một điều đúng đó quý vị. Tại vì khắp nơi thì sợ cứ trong tù là lây lan bệnh nhau, thì họ thả ra một số người mà tội nhẹ, mình cũng sợ chứ. Lý do đó tại sao Lộc đi vô coi thử cái súng. Tại vì bây giờ mình không biết cái người nào mới vừa ra khỏi tù rồi họ tội phạm này nọ. Nhiều khi họ, mình thì mình phòng ngừa thôi, mình chỉ giống như là bảo vệ cho gia đình mình thôi. Chứ không, mình không dám nghĩ tới mà mình cầm cái súng mình lên viên đạn, không ai dám nghĩ cái chuyện đó hết. Nhưng mà cái chuyện xấu nhất xảy ra thì mình phải có để mình phòng ngừa. Nhưng mà cái mình là một người lớn, một người ý thức thì mình không bao giờ sử dụng mà một cách mà bừa bãi được. Mà thật ra em thấy ví dụ như mấy người người ta có tiệm, người ta buôn bán đồ anh ơi, người ta cần sợ cướp đồ này nọ, chứ mình trong nhà mà mình để cái đó trong nhà thôi em cũng sợ, rồi em muốn vậy. Như vậy không phải dễ mà mua súng đâu, nên cái thành phần mà tội phạm họ mua súng toàn là súng ăn cắp không à. Chứ mà súng thường nó giống như cái điện thoại của mình vậy đó. Nó có cái mã số mà hãy khi mình bắn ra hoặc làm gì, người ta biết cái súng đó từ của mình đó. Nó rất là an toàn cho và kỹ lưỡng trong những cái gọi là vũ khí mà quân sự như vậy. Tối ngày hôm qua đó quý vị, Hồng Loan lên đọc cái báo thấy tức như sợ luôn. Một cái bài báo của tụi Trung Quốc á, nó đăng, nó nói á, là nó nghi ngờ là cái bệnh nhân mà đầu tiên á, bị nhiễm cái con COVID-19 này á, là một cái nữ quân nhân người Mỹ. Bà ấy đã đến Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019. Bà tên là Benassi, thì bà là một cái vận động viên xe đạp của quân đội. Thì bà đến Vũ Hán là trong cái thời gian là họ tổ chức cái cuộc thi gọi là Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới. Thì ở đó là có một group người Mỹ, họ đi qua bên đó, họ thi trong cái đại hội đó. Thì cái bài báo đó của Trung Quốc nó nói là khi bà đó bà tới thi chung vậy đó, rồi bà đó đi về đó là
Vũ Hán bắt đầu phát lên cái bệnh COVID-19 này, mà một cái lý do vô cùng là vô lý. Nếu như bà ấy là người bị bệnh đầu tiên thì bà sẽ là người lây lan cho những bạn đồng nghiệp của bà đi chung nhau, rồi trên chuyến bay đó thì Mỹ sẽ bị phát sinh trước, đúng không quý vị? Mỹ sẽ bị trước chứ, tại sao mà Vũ Hán bị trước được? Cứ đưa ra những cái lý do rất là vô lý để mà đổ thừa cho Mỹ. Người ta gọi là gấp lửa bỏ tay người. Hồng Loan đọc cái tin á, Hồng Loan tức quá. Hồng Loan bắt đầu á đi kiếm những cái bài báo mà để mình thấy cho rõ ràng là cái bệnh này á, là đầu tiên là nó đến từ người của ở Trung Quốc đem qua không à. Giống như Hồng Loan, sao không nói gì vậy? Quý vị á, mà nếu mà ai mà rành về Facebook hay là rành về Internet á, lên bấm search là hiểu ra hết mọi chuyện. Nhiều khi mình ở đây Lộc với Loan chỉ nói một phần thôi, chứ mà sự thật nó vẫn là sự thật, nó nằm đầy rẫy trên mạng đó. Ai mà có khả năng đi tìm kiếm coi đó thì mình sẽ hiểu hết. Thì Hồng Loan cũng muốn mình tìm ra được những cái lý do đúng và chính đáng để mà đưa đến cho quý vị. Nhiều khi quý vị không cần phải đi tìm hiểu, quý vị nghe Hồng Loan nói là cũng đúng rồi, tại vì bảo đảm là Hồng Loan đi tìm những bài báo đúng và hay để gửi đến quý vị thôi. Tức quá thì Hồng Loan mới tìm hiểu á, cái bệnh nhân số 0 có là cái nguồn lây nhiễm đầu tiên, bệnh nhân đầu tiên mà đến với nước Ý đó quý vị. Đó là cựu viện trưởng của trường Đại học Sư phạm Hoa Trung ở Vũ Hán. Bà ấy tên là Hồ Á Mẫn. Thì ngay cái ngày 22 tây tháng 11, thì ngay cái ngày là 22, 23 tháng 11 gì đó, là Trung Quốc tuyên bố đóng cửa Vũ Hán, là cái ổ dịch bệnh quá lớn. Thì bà ta và chồng của bà ta đã trốn qua Ý, trốn đi qua bên nước Ý vào cái ngày 22 tháng 11, là người ta nói là trước cái đêm mà Vũ Hán đóng cửa. Bà qua tới bên châu Âu, bà đi du lịch, thì bà tới Milan của Ý. Thì tới Milan của Ý thì bà 6 ngày sau thì bà cảm thấy mệt, bệnh. Thì bà vô bệnh viện khám bệnh xong, ngày 29 tây tháng 1 là Ý tuyên bố 2 ca nhiễm đầu tiên của Ý, đó là 2 người Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Mà một điều rất là buồn là trong 6 ngày mà hai ông bà đi ở Ý như vậy, đi bằng xe bus, đi bằng những cái công cộng không à, rồi đi casino, đi tham quan đủ thứ hết, là gieo rắc biết bao nhiêu người bệnh ở Ý rồi. Đó, đó là bệnh nhân số 0. Và từ cái số 0 đó đến bây giờ là gây truyền nhiễm cho nước Ý, mà hơn 10.000 người chết. Quá khủng khiếp, quý vị thấy không? Không biết họ nghĩ sao ta? Họ không thấy cái lỗi của họ. Họ không thấy cái lỗi mà họ gieo rắc cho cả thế giới này, mà họ cứ tìm những cái chứng cớ để mà nói người khác. Bây giờ thật sự là Hồng Loan cảm thấy quá là bức xúc. Hồi đó mình ghét có 3-4 này, bây giờ mình ghét nhiều lắm luôn. Mà Hồng Loan nghĩ rất là nhiều người có cùng tâm trạng với Hồng Loan, hầu như cả thế giới này. Rồi ngoài ra đó, những cái kit thử của họ, họ gửi qua cho tất cả các nước, toàn bộ là đồ dởm không. Hồi sáng Hồng Loan mới nói chuyện với ba mẹ, cái Hồng Loan nói chứ, ủa mà giờ kêu nó làm đồ thiệt đâu có làm được, nó làm đồ phét không mà làm đồ dởm không, mà giờ kêu làm đồ thiệt sao làm, nó biết làm đâu, chỉ biết làm đồ dởm để lường gạt người ta thôi. Đó là cái điều bức xúc, không chỉ riêng Hồng Loan mà có lẽ tất cả mọi người nếu mà đồng ý với Hồng Loan á, lại một cái ý kiến với Hồng Loan, cái chia sẻ với Hồng Loan cái sự bức xúc này ha quý vị ha. Nhớ lại đi chú ba tức lắm rồi. Nhớ bấm nút lại. Không lại bà buồn.
Chọc tôi nãy giờ tôi quê vụ mà đi rồi tôi gọi qua nghe tôi bị đặt xạo xạo đi. À thì nhắc tới cái vấn đề mà nhà nước chính phủ cho tiền 1.200 một người á, thì có một cái chuyện là có một người đàn ông ở Florida, ổng được nhận được một cái check mà là check giả. Khi mà ông ấy tìm hiểu kỹ đó thì ông ấy biết được là check giả. Thì quý vị cũng biết mà, những cái giai đoạn mà khó khăn nhiễu nhương như thế này thì cũng rất là nhiều những kẻ cơ hội để mà lừa gạt mình. Thì nếu mà tiền mà của nhà nước gửi đến đó, quý vị nhớ, nhà nước chỉ gửi cho mình cái check thôi. Nhà nước không yêu cầu mình phải điền bất cứ thông tin gì riêng tư của mình trong đó hết. Không phải làm một cái gì hết, chỉ cash cái check ra thôi. Chứ mình không phải khai báo một cái gì hết nha quý vị. Tại vì nhà nước đã nắm hết tất cả thông tin của mình rồi. Mình không cần phải khai. Chỉ có những cái đối tượng xấu nó phải cần những cái đó. Thì khi mà mình nhận cái check mình phải coi cho kỹ, mình tìm hiểu nguồn gốc cho kỹ. Nhiều khi trong cái check mình phải đọc nha. Nhiều khi nó lường gạt mình, nó nói là nếu như mà bạn cash cái check này ra thì mỗi tháng hay là cái gì đó bạn sẽ phải đóng tiền gì bao nhiêu. Nó thường hay bị những cái trường hợp đó là lý do vì sao nó gạt mình. Nó thường, lấy cái thường những cái chữ đó, mấy chữ mà tiền lấy á, thì lớn lắm, bự lắm. Mà mấy cái chữ nhỏ xíu, nhiều khi mình đọc không được nữa đó. Là những cái chữ quan trọng. Nhất là mấy cô chú mà lớn tuổi đó, cô chú tưởng là tiền của nhà nước gửi về thì nghe Hồng Loan nó nói là tiền gửi về thì tới rồi nè, giờ mình chỉ lấy tiền thôi. Nhưng mà nhớ phải coi kỹ nha, cô chú phải nhìn cho kỹ, hoặc là kêu con cháu của mình gì đó. Không có gặp nhau thì chỉ cần chụp cái tấm hình trên cái phone, cái check đó gửi qua cho con cháu hoặc bạn bè mình để coi cho kỹ, coi là có đúng hay là không nha cô chú. Hồng Loan không muốn cô chú mà bị người ta gạt như vậy, cho nên đây là cũng là một cái điều bức xúc thứ hai mà ngày hôm nay Hồng Loan muốn nói đến với lại cô chú. Nhận được tiền thì đương nhiên ai cũng mừng hết, nhưng mà mình phải chú ý ha. Với lại hôm qua coi thấy có cái chị đó, chị lơ đễnh quá đó. Thì trong lúc này là ai cũng khuyên mình đó là nên rửa tay, tiệt trùng cho tốt. Đó thì lúc mà chị chuẩn bị nấu ăn cho gia đình đó, chị mới lấy cồn, chị rửa tay chị. Thì chị rửa tay xong thì chị mới lại chị bật cái lửa để mà nấu đồ ăn. Thì trên cái tay chị nó còn bám cái chất cồn. Thì vừa bật cái lửa là nó phừng cái lửa lên. Hai cái bàn tay chị nó phỏng nát hết. Cẩn thận quý vị ơi. Hồng Loan nghĩ là thông tin này đến quý vị là rất là đúng lúc đúng đó. Vừa mới đọc là Hồng Loan hết hồn liền. Đó quý vị. Mình không nghĩ được, mình không có nghĩ, mình không nghĩ ra chuyện đó. Coi như là nó quá nguy hiểm đi. Cái đó thì nó chỉ phừng nó cháy lên một lúc, cái cồn nó sẽ cháy lên trong một chớp nhoáng, nhưng mà nó cũng đã làm bỏng hết hai cái bàn tay mình rồi. Tội nghiệp quá. Nó cái cồn nó phỏng, nó cháy rất là nhanh, nhưng mà nó thiệt hại rất là nhiều. Mình thấy nó phực một cái trong vòng chừng khoảng mấy giây thôi, chừng 5-10 giây thôi mà là cháy, là nó ăn sâu vô thịt luôn đó. Nóng quá, đi ra ngoài chút không? Ra ngoài ghế ngoài không? Ok. Cái phòng thu gì mà nó kín mít rồi, nóng chết à. Phải kín mới là phòng thu được chứ. phải kính mới không nghe giọng của bà. Đây phòng thu lọc nè, mọi người nhìn ha. Đây, có cái này kìa, cái này đồ cổ, thu được 16 track hồi xưa đó, nó là thu được 16 track, bây giờ vẫn còn xài tốt. Có cá hả? Sợ nó bay muỗi trong nhà hả? Bay muỗi mắm thơm quá. Có người đầu bếp đây. Người đầu trời bếp. Trời ơi, kho cá này mà cái nước cá không á, là ăn phải nói là nắm tô cơm. Hao cơm lắm. Dạ. Dạ chú, tình hình nó bển như sao chú? Tình hình bên Úc mình sao chú? Có thể nó đi sau Mỹ bước. Thành thử ra nó nhìn những cái gương của người đi trước á. Dạ. Nó né thì không có nổi lắm. Dạ, dạ. Không có nổi lắm. Dạ. Tại bây giờ nó đang bên đây, có ta đang cấm ở đường đó. Cấm hả chú? Dạ, chỉ là chỉ đi, cũng chỉ đi chợ búa đồ thôi đó hả chú? Đúng, đúng. Dạ. Có nghĩa là mình đi. Dạ. Có mình đi mà có lý do đàng hoàng thì làm sao. Còn nếu không thì nó phạt 1.000. Phạt 1.000 hả chú? Tay bực,
Thôi còn trên xe một người thôi ạ. À. Một người trên xe thôi. Người, hai người trên xe. Một người trên xe thôi, còn hai người dân chung nhà, chung nhà thì được. Ồ. Dạ, dạ, hai người chung xe thì được, hai người chung nhà đi chung xe được. Thì nó giống giống như bên đây con á chú. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ con cảm ơn cô chú, cảm ơn cô chú gọi qua hỏi thăm gia đình con. Dạ, cô chú cũng cẩn thận nha. Dạ, bảo trọng hả cô chú ha. Cảm ơn, nè chú hỏi con nè. Dạ. Chú theo dõi đó, chúng ta trên thế giới thì chú thấy là Mỹ đó, nó không nhất định là cần tung nào chịu thua đâu. Trong nó chịu thua rồi. Dạ. Chịu thua là nó mất mất mặt với cái chịu thua đó, nó có đối xử của nó. Dạ. Thì dường như ở New York, những người chết là tại vì thiếu thiếu bình thở. Thì chú nghe là cái công ty dược gì của Mỹ nè, nó thể nó khẩn trương chế bình thở và nó có cái bộ nhiễm bộ mà vậy đó, bộ mà vậy đó. Thử nghiệp đó, đó. Dạ, dạ. Không đợi nó 3 ngày nữa mà trong vòng 5 phút đã biết được rồi. Dạ, mới bắt đầu tiến hành làm với chú là đúng ngày rồi. Mai là đúng là rồi. Bắt đầu được sản xuất. Dạ, ngày mai bắt đầu đúng được rồi. Sản xuất là ra cái đó thì nó sẽ nhanh, nó sẽ tốt hơn. Con nghĩ chắc trong vòng khoảng 2 tuần, chắc phải chịu đựng cỡ 1 tuần lễ đó rồi. 1 tuần lễ sau là dần dần nó sẽ hồi phục với chú. Nó sẽ giảm bớt từ từ. Dạ. Cách đây khoảng nửa tháng thì chú nói là chú tin tưởng rằng giữa tháng 4 thì tạm ổn và cuối tháng 4 phải ổn theo chú. Dạ. Chú dạ, con cũng nghĩ vậy và con cũng mong là mình nghĩ đúng. Thì hiện giờ thì cũng áp dụng một số cái biện pháp để trị bệnh đó. Thì cũng tranh cãi nhau dữ lắm là thì mới áp dụng được cái biện pháp này, nhưng mà chỉ dám trị cho những người mà khỏe thôi, những người mà chỉ bệnh COVID-19 thôi, chứ còn những người mà có những tiền sử bệnh khác thì họ không dám trị. Đó. Dạ, cho nên giờ hiện tại là trị cái đó thì là kết quả là khả quan đó chú. Chú thấy cái người mất mà cái tuổi mà trên 70 á. Dạ. 100 người là 80 người mất. Dạ đúng rồi. Từ dạ. 60-69 là có 12 người mất. 50-59 là 3 người mất. Trong khoảng tuổi của con là 40-49 đó. Con kêu xin lỗi con. Dạ. Con được 40 chưa? Dạ đúng rồi. Đó, tỷ lệ chỉ có 1 người. Chỉ có 1 người. Dạ, dạ. Còn 30-39 thì chỉ 1.000 người, chỉ có 2 người. Dạ. Dạ chú, nhưng mà mình lớn rồi mình cũng cẩn thận á chú ha. Đừng đi đâu ra ngoài. Dạ cô chú cẩn thận ha cô chú. Dạ. Dạ. Rồi tôi gửi lời chúc sức khỏe cả nhà cô nha cô nha. Dạ dạ. Dạ cô chú cũng khỏe nha. Chú Hoài Thanh với lại cô Đỗ Quyên ở bên Úc gọi qua ha, để mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba bố Quốc với lại gia đình của Hồng Loan. Hai cô chú thì Hồng Loan coi như là cũng quen lâu lắm rồi, nhưng mà lúc trước Hồng Loan có làm cái chương trình Dình Vàng Giữ Ngọc đó, thì có nói chuyện cô chú nhiều cho nên cũng thân nhau, cô chú cũng thương Hồng Loan lắm. Mới nói chuyện với lại cô chú Hoài Thanh Đỗ Nguyên xong thì cô chú cũng lớn tuổi, chú Hoài Thanh như nãy chú nói chú cũng bảy mấy, mà thấy cô chú cũng khỏe, Hồng Loan cũng rất là mừng. Cầu mong là các cô, các chú mà bên cạnh gần gũi mình, mọi người đều khỏe hết, tất cả chúng ta ai cũng đều khỏe hết. Hồng Loan muốn chia sẻ một vài cái hình ảnh mà đám tang của em Mai Phương đến với những người hâm mộ, yêu thích Mai Phương. Nếu như quý khán giả có những người mà không có quan tâm vấn đề về showbiz đó, thì Hồng Loan xin lỗi, Hồng Loan xin phép một chút xíu thôi, một vài giây phút thôi để đưa lên cái hình ảnh đám tang của bé Mai Phương á, rất là đáng thương trong cái hoàn cảnh bây giờ là bệnh dịch như vậy á, đám tang của em á nó hẩm hiu lắm, không có muốn thông báo rộng rãi ra bên ngoài. Bởi vì gia đình của em không muốn thông báo rộng rãi ra bên ngoài, thì chỉ để trong cái nhà hoàng, trong bệnh viện, trong một cái bệnh viện mọi người đến thăm, và chỉ được 10 người một lúc vào với Mai Phương thôi.
Thì quý vị cũng thấy là mấy anh chị em nghệ sĩ thì cũng rất là tuân thủ theo cái lệnh là cách nhau hai thước, thì cứ mỗi người ngồi một góc mà nhìn thấy rất là thương. Hồng Loan coi tới cái hình mà con gái của Mai Phương á quý vị, bên cái hòm của mẹ đó, Hồng Loan nhìn cái hình đó Hồng Loan không có chịu nổi, mình cảm thấy tội nghiệp cho bé La Vi quá. Bé La Vi là năm nay chắc khoảng từ 5 tới 6 tuổi, thì nhìn cái cảnh đó thì quá là buồn. Xin phép quý vị một chút xíu để chia sẻ cái cảm giác của những người đồng nghiệp với nhau. Hồng Loan xin phép nha quý vị, có gì thì xin quý vị bỏ qua cho. Đã những cái lúc buồn như vậy rồi mà còn nói cái chuyện buồn tới quý vị nữa. Thôi, bây giờ mình coi như là một phút mặc niệm cho em để mà mình tưởng nhớ em thôi. Tội nghiệp bé La Vi. Cái có người bạn nói là đứng trước cái hình của mẹ đó, người ta nói là mẹ đi lên thiên đàng rồi. Cái bé nói ủa vậy mẹ đi thiên đàng chừng nào mẹ về? Một cái lời nói của lời nói rất là vô tư của một đứa bé, mà nó cào vô trái tim của người lớn mình ha quý vị ha. Mình tưởng tượng thà là đứa, Hồng Loan nghĩ thà là đứa nhỏ, một là nó nhỏ xíu, nó chưa có biết gì hết, là nó chưa có biết là mẹ nó đâu rồi, mẹ đi đâu, tại sao không có mẹ. Hoặc là lớn một chút, tới cái tuổi mười mấy tuổi á, thì sẽ đỡ hơn là những cái đứa bé mà khoảng chừng 3, 4, 5 tuổi cho tới 13, 14 tuổi, cái tuổi mà nó gần gũi với mẹ nhiều nhất, cái tuổi mà biết yêu thương mẹ và gần gũi với mẹ nhiều nhất và hiểu biết, thì cái nó làm cho nó thấy nó trống vắng, nó đau khổ lắm. Như mình tưởng tượng con mình mà mình đi vắng, Hồng Loan đi show 1 ngày 2 ngày là gọi điện thoại, mẹ ơi con nhớ mẹ này nọ, trong khi là bây giờ không bao giờ gặp được mẹ nữa. Chia sẻ một chút với quý vị, bây giờ mình trở về cái vấn đề những trong cái tình trạng hiện nay ha quý vị ha. Thì hiện tại bây giờ nó có tin vui là như là cái chỗ mà họ chuyên may gói á quý vị, họ chuyên may gói nằm này nọ, thì họ chuyển qua họ làm may mask để mà quyên góp cho bệnh viện. Và cái điều mà mình cũng hãnh diện nữa là tiệm nail, có tiệm nail của anh đó bây giờ mấy cô thợ nail không làm nữa, bây giờ nguyên cái tiệm nail thì sắp bàn máy may nhỏ hết để mà may mask để mà gửi đến cho y tế của chính phủ Mỹ. Rất là cảm ơn các anh chị đã có cái ý tưởng rất là đáng quý như vậy. Không mà sao người Việt Nam mình công nhận hay thiệt. Mình cũng phải là hãnh diện với mình cũng trong cộng đồng của người Việt Nam mình. Họ rất là mau lẹ, nhanh nhẹ để mà thích ứng với cuộc sống. Nói chuyện buồn nãy giờ rồi, bây giờ thì mình chia sẻ nhau chút xíu chuyện vui trong mùa dịch ha. Quý vị muốn tìm hiểu là thường quý vị biết mà ca nghệ sĩ mà tung hoành dữ lắm, đi đây đi đó, đóng phim, đóng kịch, đi ca, đi hát, nhảy múa đủ thứ hết, mà cái thời gian này là phải tù túng ở trong nhà, là giống như là nhiều người giống như muốn nổi điên luôn vậy quý vị. Đây là một số cái hình ảnh mà Hồng Loan muốn gửi đến quý vị để chúng ta cùng nhau vui tí xíu trong cái những cái lúc mà quá là buồn như vậy. Thì đầu tiên á, thì đây là hình ảnh của anh Cao Vinh Thiện. Anh đưa lên một cái video nè, quý vị coi á, thì là anh nói là bây giờ anh chuẩn bị anh cắt tóc đi, hồi đó để tóc dài lắm thì anh cắt cái tóc đi đó, thì mà cắt tóc thôi á, mà ổng nhảy ổng muốn làm vậy. Rồi không nói chia sẻ. Còn đây nha, là anh Thành Lộc. Anh Thành Lộc thì cũng ảnh ở nhà có mình à quý vị, cho nên có lẽ là cũng tù túng dữ dội lắm, cho nên hình như là
nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Nhớ sân khấu một mình, đây là cái clip mà một mình đóng hai vai nha. Vừa làm mẹ tắm mà vừa làm tắm luôn. Là mẹ tắm kêu tắm đi vô gạo nấu cơm rồi coi này nha quý vị. Tắm mẹ. Dạ. Lại biểu. Dạ. Đau con. Đau con mẹ ơi. Lại tài biểu. Ngày hôm qua biểu bắt nồi cơm mà nấu cơm nhão nhẹt. Bây giờ bắt nồi chè tao coi coi. Dạ. Dạ, bây giờ mình nấu chè cho mẹ. À, còn đây là cô ca sĩ Chipu, là cũng khá là nổi tiếng ở bên Việt Nam. Thì ca sĩ mà hát nhảy múa mà. Cho nên quý vị coi hình ảnh của cô ta quay lên là nhảy múa rồi ghép hình rồi, hay không? Anh chị em mà nghệ sĩ mà khi ở nhà đó là ai cũng có đôi lúc mà cũng nổi lên những cái cơn mà điên như vậy hết quý vị ơi. À, là tại vì người ta cũng nói là giống như những người mà làm nghệ thuật như vậy nó không có được bình thường được, lúc nào cũng phải có một tí gì đó nên người ta gọi là hơi tửng tửng. Trong những cái tình trạng mà bị gò bó như vậy thì cái tửng nó càng phát huy nhiều hơn nữa quý vị. Một vài cái hình ảnh vui chia sẻ đến quý vị, cho mình cười cho bớt sự đau khổ. Nhưng mà quý vị, chúng ta hãy lạc quan đi. Hồng Loan nghĩ là tại vì mình ở trong nhà đó trong vòng 2 tuần, thì trong cái 2 tuần này những cái ca bệnh phát sinh là do trước đó 2 tuần. Tại vì Hồng Loan nghĩ rằng á, trong lúc mà chúng ta bị cấm túc 2 tuần á, thì cái ca bệnh nó phát sinh nhiều quá làm cho mình hoảng loạn. Nhưng mà sự thật đó là những cái ca bệnh nó đã trước 2 tuần rồi. Đã xảy ra trước 2 tuần mà khi chúng ta bị cái lệnh phải ở nhà. Thì hy vọng là sau 2 tuần mà chúng ta ở nhà thì ca bệnh nó sẽ giảm xuống. Là bởi vì trước đó là ai cũng đi khắp nơi, không biết ai bệnh hết, lây lan khắp nơi. Thì sau 2 tuần mà chúng ta ở nhà như vậy đó, là chắc chắn ca bệnh sẽ giảm xuống. Thì ở Cali của Hồng Loan là từ ngày 17 tới tháng 3, thì Hồng Loan hy vọng là đầu tháng 4, 1, 2, 3 tháng 4, thì ca bệnh sẽ bắt đầu giảm xuống. Đó là điều mình mong muốn. Về phần cái máy thở thì Hồng Loan cũng được biết là chính phủ yêu cầu cái công ty đó sản xuất rất là nhanh để mà đưa ra những cái máy thở cho bên New York cho kịp thời để mà cứu những người đang bị bệnh. Tưởng tượng cái phổi mình mà nó bị tổn hại đó, rất là khó thở. Bây giờ họ áp dụng 2 người thở một máy rất là tốt thì điều đó là cũng đáng mừng rồi thưa quý vị. Quên nữa, không nói giờ sợ họ quên cái vụ mà cái xe của Lộc với Lâm. 2 ngày tính chia vui mà vô xe cái mình lo cái vụ mình sát trùng cái xe xong quên, kia quên tiền. Nói họ kiểm tra thì phát hiện là mấy con chip mà mấy cái nó gọi là giống điện như rơ le của gì tiếng Việt mình gọi đó, mấy cái rơ le trong cái xe đó, nó có mấy cái công tắc á. Nói gì mà ta thì đó là nó bị hư những cái đó, với là cái bo mạch
cái bo mạch của alarm á, họ thay luôn cái bo mạch đó, và công rồi vật tư rồi đủ thứ hết á, rồi luôn rửa xe cho mình đủ thứ hết. Cái giá của nó là 0 đồng. Mừng quá, chết. Mừng muốn chết luôn vậy. Sợ cái mùa này mà nó chạc tiền mình không biết sao. Mà tại vì cái này nó là cái lỗi của bên sản xuất. Là do... Quý vị thấy không? Mừng tới mức độ vậy mà lo sát trùng cái xe mà quên đó, thấy không? Thấy không? Tính mạng mình vẫn là hơn cái đồng tiền, quý vị thấy không? Chia vui với quý vị, tại vì cũng có người thắc mắc hỏi lo anh với Lộc là bao nhiêu tiền, sao không có thấy đưa lên zero dollar. Với lại cảm ơn quý vị đã nói đặt những cái bài thơ về tên của mình á, tên của mình rồi cái dần này dần kia dần nọ, rất là hay, rất là dễ thương, coi mà cười Lộc với Lộc ngồi coi cười bể bụng luôn. Lần đọc cho Gia Linh nghe, Gia Linh nói oh that's cool, con thích cái này nè. Cái lát đọc bài ca, bài này cũng hay quá, con thích cái này, đọc nào Gia Linh cũng thích. Ai cũng là Việt Nam mình, ai cũng tài nó, ai cũng biết làm thơ giỏi quá trời luôn. Rất là cảm ơn quý vị đã hưởng ứng trong những cái vui vui mà của Hồng Loan Lộc đưa ra. Mong là chúng ta ở nhà nhưng mà chúng ta cũng có những niềm vui nho nhỏ như vậy thì sống sẽ lạc quan hơn, và xin cầu mong cho sẽ có thuốc trị bệnh, sẽ có cái thuốc chủng ngừa để mà không có bị dính Covid nữa. Rất là mong điều đó xảy ra trong một ngày rất là gần đây. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin và mong là thế giới sẽ bình an trở lại. Điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là ở nhà đi. Lộc với Lan sẽ ra mắt một cái video ngắn của ông ngoại Bảo Quốc và bé Gia Linh trong nay mai thôi, có tựa đề là chưa biết. Lộc với Loan ra mắt mà Gia Linh với ông ngoại Hán cho Lộc đó ông Hán. Chào tạm biệt quý vị. Chào và chúng biệt. Ta sẽ cùng nói chuyện với nhau kỳ sau ha. Bye bye.